Oh, chào các bạn nha. Làm thêm clip giới thiệu đồ và thanh lý đồ nha các bạn. Ok thì cái này các bạn. Cái này đang đơn lên Lazada rất là nhiều nha. Cái này thì mình đang đặt hàng về thêm. Con này thực sự là trước đây mình biết nó nhiều các bạn nhưng mình chưa có bán qua nha. Con này khách nào chế chỉ thuyền. Cái đặc biệt cái IC nè, mình mót về từ 10,5V cho tới 48V nha. Đó, cho nên là các bạn chạy bình á, bình ắc quy 12V thôi. Rất là khỏe luôn. Con này là 500W nha các bạn. Nó là brushless nha, 500 trắng. Con này rất là khỏe, hàng của Nhật. Con này các bạn chạy thuyền nè, 12V thuyền câu các kiểu. Motor chế tời, chế này chế kia, chế nhiều đồ nha. À, con này mình đã mod nó có thể chạy được để kéo cái block. Hồi chiều có anh khách hỏi, mà không chỉ là anh khách nha, rất là nhiều khách hỏi kéo block nha, kéo đầu nén khí các kiểu nha. Con này mình sẽ đem một con về mình làm mẫu cho các bạn coi nha. Ok thì những con này thì các bạn nếu mà lên shop Lazada thì một bộ của nó khoảng 1.050.000 nha. Khách nào lên Lazada Shopee tìm mua, các bạn tự mua về cũng được các bạn, mình chỉ giới thiệu thôi, không có quan trọng nha. Các bạn mua mình thì mình bán bảo hành hoặc là bán, nói chung là rẻ hơn Shopee Lazada nha. Tại vì mình mà bắt được cái nguồn hàng này nói chung cũng không phải rẻ lắm các bạn, nhưng mà cũng có công việc để làm, lấy công làm lời. 850k một bộ về các bạn cấp 12 cho tới 48V. Thậm chí con này các bạn là mình mod là các bạn cấp nguồn vô chạy luôn, không cần phải chỉnh tốc nha. Nó gọi là giữ vị trí, giữ trạng thái nha. Còn những con IC thông thường á, tại vì nó làm để cho chiếc xe điện các bạn. Cái tay ga các bạn biết không? Khi các bạn buông ra đúng không? Là nó trả về không liền, là nó ngưng. Đó. Còn con này là do mình mod lại, mình bỏ chức năng đó nha. Đó, là khi các bạn buông ra á, tức là những chiếc tay ga xe điện các bạn cấp nguồn vô nó không chạy nha. Không chạy tại vì sao? Tại vì nó thiết kế riêng cho cái tay ga. Nha, tay ga thì các bạn vặn nó mới lên ga. Còn con này mình đã mod bỏ chức năng nó luôn. Tức là các bạn đang để vị trí cao đúng không? Các bạn cấp nguồn nó chạy luôn, khỏi cần ấy. Nó chạy đúng cái vị trí tốc độ mà các bạn đã vặn lên nha. Cho nên ở một số trường hợp đặc biệt nó rất thực sự cần thiết các bạn. Tại vì có những trường hợp là các bạn cấp nguồn vô rồi cứ vặn lên rồi vặn xuống nha. Cấp nguồn vô rồi cứ vặn lên. Ví dụ như cúp quạt đi các bạn. Cúp điện đi, có điện lại nó không chạy. Cho ác vậy nha. Không phải ác mà là nó là chức năng cho chiếc xe đạp điện, cho nên buộc phải có chức năng đó nha. Tại vì chiếc xe đạp điện các bạn vặn mới chạy, chứ các bạn mà để ga lên đúng không? Ví dụ tay ga các bạn không có lò xo thì các bạn để lên đúng không? Các bạn bật qua cái nó nhõng bánh nó chạy luôn là không được nha. Đó, cho nên chức năng an toàn. Cho nên mình đã mod bỏ chức năng đó luôn, cho nên là mình giới thiệu thêm nha. Clip này mình sẽ làm hơi dài xíu nha các bạn chịu khó coi nha. Đây là món thứ nhất nha, mình đang triển khai. Đó. Thì mình cũng nói luôn các bạn có thể nào lên Shopee Lazada tìm mua cũng được nha. Còn mua qua mình thì nó rẻ hơn được xíu. Đó. Ok, thứ hai là mình trả đơn nha, trả đơn anh khách nè. Cái này vừa ấy xong các bạn. Cái này thì mình thanh lý 350k nha. Giá đấu tụ luôn các bạn, tụ mới cho các bạn nha. Về các bạn chỉ việc xài thôi. À anh khách chứ. Cho nên là con này đây cũng là clip test cho ảnh luôn. Các bạn thấy không, cấp nguồn là chạy nha. Con này cốt 14 ly. Con này các bạn chế lâu rồi có khách hỏi mua máy chế động cơ kéo máy tiện á, mà cuối cùng anh chê cao vậy nó không lấy các bạn ha. Con này các bạn đi bãi cũng 350k mà bao luôn ship các bạn. Cho nên giá này các bạn nghĩ là mình đang thanh lý nha các bạn, chứ không có lời ở đây nha. Bữa nay từ bãi đã xuất đi một cái máy khoan đứng các bạn, cái loại mà tổng trọng lượng 1 tấn 44 kg nha, 1 tấn 44 kg. Qua clip này cũng cảm ơn anh chủ bãi nha. Anh chủ bãi này mình đang làm việc với ảnh một vài lần thôi nhưng mà rất là nhiệt tình nha. Chủ bãi như vậy thì mình sẽ cũng gắng sức ha, để hai bên cùng hợp tác cho nó vui vẻ. Chứ chủ bãi mà nhiều khi khó khăn quá các bạn. Mình kể các bạn nghe một lần mình đi Mỹ Yên nha, Mỹ Yên ở Long An á. Thật ra cái bãi này là một khách đã quen
khách đó, không phải khách mà một người bạn bán hàng chung nha, giới thiệu nha. Thì người ta, cái người bạn đó đó các bạn, đã đi quay phim bình thường. Mình cũng đâu biết đâu các bạn. Xe vừa chờ tới nha, hai anh em đi quay phim vòng để đăng lên. Mới quay được cái, tới ông chỉ vô mặt các bạn. Ông không cho quay. Thì những chung bản như vậy thì đồng ý thì họ, mình không có, mình không có chỉ trích hành động nha. Nhưng mà chủ bãi như vậy thì nó sẽ không đem tới tới những cái gọi là YouTuber như mình. Ok, tiếp tục chứ các bạn. Thì tùy mỗi người, mình không có phán xét ai cả. Tiếp theo cái đó thanh lý đó, 300k bao ship, giống như trang cái kia luôn. Nhưng mà con này cốt 12 nha các bạn. Mình không rõ cái cánh quạt. Con này thì nhìn nó mới hơn chút nha. Mình lựa bên bãi cho nên nó quay rất là êm nha các bạn. 300k bao ship mà các bạn nghĩ hàng bãi 80W, dây đồng to đùng. Con này mà các bạn nghĩ 80W nha các bạn. Con này các bạn chế động cơ kéo, máy tiện các kiểu nha các bạn, ứng dụng nha các bạn, chế khoa này kia nha. Nói chung là 80W thì các bạn chế quạt là bá cháy rồi đó. Quạt là số 1 rồi đó. Em ru 300k bao ship, đấu luôn tụ, test các kiểu. Con này khách lấy rồi nè. Con này thì như còn con nữa các bạn, mình bán cho nó xong nha. Các bạn nghĩ con này mà mình bán có 200 các bạn. Con này tại vì để nó lâu quá nha, mình muốn đổi mới nha, mình muốn giảm cái số lượng ở đây nè, để mình đem những cái khác về mình giới thiệu tiếp nha. Chứ ngày nào cũng có nhiêu đó thì nó cũng không có vui. Bán thì có lợi có lỗ. Đây hai con đây. Con này cái cánh lồng sóc thì mình mở ra rồi nha. Mình test rồi. Khách nào mua thì mình sẽ gắn vô nha. Còn 200k mà giờ các khách hỏi các bạn con này ở tour bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu, nó làm được việc gì, làm sao ABCD thì thôi khỏi, ngưng luôn các bạn cho nó khỏe. 200k bao ship mà khách hỏi nhiều quá các bạn ơi. Xì chết. Đơn giản các bạn, đơn giản. Con này điện 110, công suất khoảng 100+ W nha. Đó. Rồi các bạn tự các bạn suy nghĩ được ở ứng dụng nó làm gì nha. Đơn giản vậy thôi. Còn hỏi động cơ điện mà các bạn đâu có gì đâu để hỏi ha. Nè. Các bạn thấy 220 50 hẹt nè. À, 3200 tua cao 3200 nè, xong hết vậy thôi. Các bạn làm gì làm, cốt 8 ly xong hết, cấp điện là chạy. Cái này để tối nay mình test lại, hôm qua mình test ở 12V với cái bình nữa các bạn. Các bạn nhớ mình test không, 12V khả năng con này không đạt hết công suất của nó nha. Tối nay mình đưa về 24V còn nó chạy giống phản lực không nha. Một cặp này, chỉ riêng cụm này là 550k bao ship nha. Còn khách nào lấy luôn IC thì là 250k nữa. Cái IC đó 250k các bạn. Là công cán các kiểu luôn đó nha. Là 250k. Bán kèm cho nó vui. Bữa nay giới thiệu cho khách lấy được cái, khách rất ưng các bạn. Mình rất là thoải mái đúng không? Mình cũng được một phần lợi nhuận trong đó nha. Đó. Anh cũng chia cho mình 500k tiền cà phê. Thì trước đó nữa một ngày các bạn, mình bị giống như là một vụ nó hơi ấy. Thực sự một phần lỗi cũng cho mình nha. Tức là ba cái máy dầu, các bạn biết ba máy dầu không? Ba máy dầu ha. Chốt giá hơn 100 triệu như ABCD á. Anh khách ok nha. Anh chuyển cọc 10 triệu ha. Đó rồi cái đi qua coi để lấy hàng, mình đặt xe cẩu các kiểu nha. Nhưng mà cái này thì lỗi khách quan nha các bạn. Chứ cũng khoảng là lỗi của ảnh. Cũng hẳn là lỗi của ảnh hết nha. Nhưng mà khi vấn đề xảy ra thì mình cũng không vui nha. Khách cũng không vui mà chủ bãi cũng không vui. Cho nên khi một vấn đề, một cái máy bán đi rồi mà khách ưng các bạn, đặc biệt là khách nha, ưng trong bụng á, thì chủ bãi cũng rất là vui ha. Mình cũng rất là vui, rất là thoải mái các bạn ha. Vì anh em mua bán mà, khi mà chỉ cần một khách thoải mái cái mình cũng thoải mái ha. Còn nhiều khi tới bữa đó, cái bữa đó mà ngay cái lúc đó các bạn, mình nói trong bụng bây giờ hả,
mình thiệt mấy triệu cũng được chứ gì tự nhiên ngại quá. Ngay đầu năm mở bát mà chủ bãi cũng trả giá bớt, trả nhiều họ bớt mấy nhiêu các bạn, bớt theo ý khách luôn á. À, rồi nhiều khi nó ngại các bạn, nó ngại nha. Thì qua vấn đề đó thì mình cũng rút kinh nghiệm nha. À, vấn đề đó thì cũng một phần lỗi của mình nha, cũng một phần lỗi của anh khách, tại vì người chốt là khách nha, chứ không phải là mình. Mình chỉ giới thiệu thôi. Ok, tiếp tục. Cái này hết rồi nha, bữa nay đi lấy cũng hết luôn các bạn, bó tay luôn ha. Cho nên là cái này là cái cuối cùng, mới mốt có giới thiệu tiếp, chứ bây giờ cái này cái phát điện áp cao. Cái này ngày mai gửi anh nha, ngày mai mình sẽ không có đi bãi nha, tại vì mình trả đơn rất là nhiều đơn luôn. Bữa nay không trả đơn được, mai phải trả đơn bù. Ở dưới cái cụm này nè, cái cụm này mình tức ghê, mình đang kiếm cái bộ điều khiển nhiệt độ 3 pha các bạn đợi mình nha. Đó. Về mình làm trọn bộ mình bán luôn, chứ giờ cứ rẻ không có lợi. Cái cây này mình lụm là đi năn nỉ chủ bãi dữ lắm luôn. Inox 304. Một cặp này một cây là 4 kW các bạn. Hai cây là 8 kW nha, 3 pha 200V. Đó, điều khiển nhiệt độ. Cái này không phải động cơ nha, cái này là nhiệt độ nha các bạn, 3 pha 200V là nhiệt độ nha. Các bạn cấp cái điện 3 pha 200V vào. Thì bên trong á, bên trong nó là cây điện trở nha, nó sẽ sinh nhiệt. Nó sẽ sinh nhiệt. Và ở cái chỗ bó này nè, nó có một con cảm biến. Con cảm biến nhiệt độ. Đó. Thì từ đó là nước các bạn ở đây nè, một đầu vào in nha. Ở đây là ao. Inox 304. Ao ra nha. Cái này các bạn có thể mở làm đôi ha. Một cây. Còn cái ống này là như phi 28 hay sao, cái phi khá là lớn nha các bạn. À phi 34 chứ. À phi 3/4. Là sao ta? 3/4 in nữa hay gì sao ha. Nhân ra. Với ống này thì cái lưu lượng nước nó rất là lớn các bạn. Cho nên mình cũng sẽ chừa lại nha, mình tìm bên bãi một cái bộ điều khiển nhiệt độ 3 pha nha. Và mình cũng đang tìm một biến áp vào một pha ra ba pha để mình làm trọn bộ luôn ha, test luôn ha. Nó đã lỡ về tới đây rồi ha. Ví dụ như cho nước vào in out ha, có máy bơm nữa bật lên chạy, xong rồi mình bỏ cây đo nhiệt độ vào cái nước đó, mình coi bao nhiêu độ nha, mình set đặt đó, rồi mình coi lưu lượng làm sao nha, làm luôn bán cho nó dễ nha. Ok, cái này để sao nha, giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Lâu rồi có công ty định lấy nhưng mà cuối cùng chốt lại là họ không có điện 3 pha các bạn. Phải mua thêm thiết bị, nó đắt tiền đó, cho nên họ ngưng. À, chứ họ rất là ưng, anh đốc rất là ưng. Không có duyên thì thôi. Mặc áo thì nó nực, cởi ra thì nó lạnh. Ở đây bữa nay mình về thêm được mấy con mắt sông nhỏ nữa các bạn. Tối nay rảnh test vòng cho nó vui nha. Làm thêm clip. Mấy con này, ôi cũng còn được mấy con các bạn. Tối nay mình làm thêm clip nha các bạn. Mấy con này nha, mấy con 618W nè, của Mỹ. Ở đây thì lòi ra được một con giảm tốc này. Con này bán nhanh cho các bạn nha. Con này nó đang gắn cái động cơ sạc vô 200W nha. À, 200W. 200W 200V qua giảm tốc. Giảm tốc này của USA nha, của Mỹ các bạn. Tỷ lệ họ giảm tốc là ratio bằng 5 1 năm. Nha, ratio 1 năm. Con này tất tần ok hết. Có điều cái cốt nó quay, nó bị cấn ở đầu, nó nghiền bạn. Vẫn chạy, vẫn quay nha. Rất là êm. Nhưng mà cấn ở đầu đó, cái nó nghiền bên. Nguyên cụm này bán các bạn 350k về các bạn ấy nha. Giống như bán motor nha. Kèm theo tiền ve chai hộp số. 350k bao ship. Vậy các bạn ấy nha. Vẫn chạy nha các bạn. Khách nào cần thì mình test cho các bạn coi nha. Có clip test. 350k. Đó, cái này là thanh lý nè.
Ở đây mình còn mấy con servo. Một con 200W nè, 200W 3000 vòng, áp 119. Cái này cái thắng từ còn rất là ngon các bạn. Thắng từ còn cực ngon luôn. Tình trạng nó như vậy. Mình bao động cơ 3 pha sóng. Bao sóng, thắng từ ngon, 24V. Có một cái pulley sẵn. Nhưng mà pulley bị nại xíu nha. Con này bán nhanh các bạn là 280 bao ship. Để luôn cái pulley 280 bao ship. Tiếp tục một con này cũng là 400W có thắng nha. 400W có thắng 200V. Thắng còn ngon. Lắc kiểu này là thắng còn ngon. Ở đây 3 dây 3 pha, 2 dây đen tức là 2 dây thắng nha các bạn. 2 dây đen tức là 2 dây thắng nha. 400W. Con này 320k nha, 320k. Thắng bên trong còn ngon. Cụm này chắc mình rã ra mình bán giảm tốc các bạn. Để nguyên cụm thì khó bán. Cụm này chính là cái cụm mà gọi là niệt dây, niệt dây hàng dây. Để mình tháo ra hai giảm tốc nha. Nếu một cái giảm tốc này bán không thì cũng cỡ được 700-800 nha, 700-800. Hoặc là khách nào lấy nguyên cụm luôn các bạn. 777-214 đúng không? 15-16, một số đồ nữa nha, bán 200 nó 16, 1.600.000 bao ship. Vẫn hoạt động bình thường, hoàn hảo. Motor là 60W nha, 24V. DC motor. Mây qua. Nó cho một cái máy gọi là hàng dây á, tức là cái dây nó vào đây nè các bạn. Ở trên đây là cái mặt bàn nha. Các bạn đặt cái thùng lên, thùng cà tông á. Bấm nút cái là dây nó sẽ sao ta? Nó rút xuống đúng không? Rút xuống xong rồi cái nó gịch xong rồi ở đây nè. Ở đây có tới một công đoạn nó đưa cái hàng nhiệt này nè, đưa vào, nó chấm lại. Chấm lại xong cái nó có con dao nó cắt cái cục xong. Đó, nguyên cụm vẫn hoạt động bình thường. 1.600.000 bao ship. Không chắc mình rã ra các bạn, rã ra bán cho nhanh. Ở đây lòi ra được mấy cây này. Lòi ra mấy cây này. Một cây là không có motor. Cái này là một cặp đó nha. Một cây không motor, một cây có motor. Hàng của Mexico. Hàng Mexico điện là Mexico xuất Mỹ hay sao các bạn? Chỉ có thằng Mỹ mới xài 115V nha. 50Hz, 60Hz chứ. Một pha 1/4 HP 3000 vòng. Đó. Capacity 50MFD. Ở đây là cái con connection ha, diagram. Thì các bạn thấy là một số nó hướng dẫn các bạn đấu cái tủ các bạn. Red, white, black nha, đấu tủ nha. Cái này C đúp và C đúp đúp nha. C đúp và CC đúp nha, đảo chiều. Đó, các bạn thấy đảo chiều thì là thằng red với thằng black. Red với thằng black nó đảo ngay với nhau. Cây này motor bánh răng quá. Một cặp giống nhau, easy. Cây này mình nghĩ nâng hạ nó tải cao các bạn. Cây này mình nghĩ tải tầm 500-600kg á. Bây giờ khách nào lấy một cặp này nếu mà để như vậy nha, về các bạn tự nghiên cứu nha, tự nghiên cứu đó. Một cặp hành trình cũng cỡ 300 ạ. Cây này hành trình cao nha. 8 in 115. Capacity là ở đây có capacity này các bạn. 650 lb là các bạn nhân ra bao nhiêu, để lát mình tra coi 650 lb là bao nhiêu nha. Cái này có hệ là hệ nó bên Mỹ bên gì ấy nha, nó xài 650 lb. Cặp này bán nhanh các bạn 800 nha, để như vậy bán 800, còn mình làm lại này nọ thêm motor các kiểu một cặp như vậy ha, giá nó sẽ cao hơn nha. 800
500 bao ship nha, coi như mình thu về tầm 600 nha. Ở đây cũng còn một cặp này nữa các bạn, là cặp thứ hai. Ừ, còn con này cũng là của Đức nha, con này của Đức nha, điện 220, con này 400 đấu luôn cái tủ nha, con này rất là khỏe. Còn một cặp này, cặp này là nó nâng trong xe nâng, con này 24V 7.3A, hộp số tỷ lệ 1:115 ha. Con này lực nâng rất là lớn nha, mấy con này bao các bạn 500kg nha, 500kg thoải mái. Tại vì sao? Tại vì mình biết nó tháo ở đâu nha. Con này USA 24V 110HP 10A, bao 500kg, mỗi con hành trình cỡ 2 tấc nha. Đó, cỡ 2 tấc. Đó. Ok, một con như vậy các bạn, điện 24V nha. Các bạn chạy 12 cũng được ha. Hai con này nằm trong hệ thống nâng cái trong chiếc xe mà hút bụi ngoài đường các bạn. Nó nâng cái bể hút bụi nha, nâng lên nâng xuống. Mỗi con này 490k bao ship nha. 490k bao ship, mình sẽ test cho các bạn coi nha. Test cho các bạn coi. Đi kèm với một cái tay bấm nha. 500kg. 500kg. Thường cái bộ 500kg nó sẽ giá nó, cái bộ này để tải 100kg là 450 nha, 450. Đây mình đấu sẵn cho các bạn một cái công tắc nâng lên hạ xuống 500kg. Thêm cái bộ cái này nữa các bạn thì một bộ như vậy là 550k nha, 550k. Khách về cấp 12-24 là xài. Đi ra rảnh mình test luôn. Khách về cấp 12-24 là xài nha. Đây mình còn con này ha. Cách nào chế gì không các bạn? Siêu phẩm nha, một ngựa qua hộp số, còn luôn cái bát rất là đẹp. Con này nó khủng dữ lắm luôn mà sao rồi nó gãy hết cái răng các bạn, ghê thiệt. Hàng siêu khủng, một ngựa nha, một ngựa qua hộp số Harmonic, hộp số Harmonic tải siêu cao. Con này các bạn chế tời cũng được nha. Ở đây nó gãy hết cái răng các bạn. Các bạn về mở 5 con ốc này ra, 2, 4, 6 con chứ, các bạn lấy cái nhông này ra. Sau các bạn lắp cái gọi là cái rulo cuốn á, lắp vô đây cho nó kéo. Ý, nó cắt đầu con vợ nha, cho nó kéo nha. Một ngựa nguyên cụm này, nguyên cụm này để nguyên zin như vậy nha. 1.800.000 bao ship nha. Còn khách nào cần thêm, cần thêm giống như là con IC này các bạn mua 800W đổ lên dùm. Con IC thì khoảng 350k, có cỡ 2.000.000, nguồn bọng các kiểu, được bộ tời khỏe ha. 1.700.000 cũng được các bạn, là để như vậy nha, là bao ship coi như mình thu về tầm 1.500.000 nha. Còn con này nữa các bạn, con này cũng khủng lắm luôn á. Con này hộp số 3 tầng luôn các bạn, con này cũng rất là khủng. Nó xài sạc vô là sạc vô 400W Mitsubishi. Con này bán nhanh các bạn 1.500.000 nha, bao ship để như vậy bán nha các bạn. Mình sẽ test cho các bạn nha, nó quay chậm chậm, con này cỡ 20-30 vòng phút chậm, lâu rồi cũng có test rồi. Để như vậy là 1.500.000 nha. Ai dập tay à, ai ra đâu á, chơi kỳ ta, thôi giận rồi, đi chỗ khác. Bữa nay có một đơn đau ghê á, chảy máu không?
nay có một đơn là một con 250W nha. Dập tím luôn các bạn. Tím móng luôn. Bữa nay có một đơn là 250W nha. Qua cái bo thì cái clip này á mình sẽ làm lại cho chậm chậm để cho anh khách ảnh nghe anh hiểu nha. Có một số sẵn liệu là gửi cho anh khách trước nữa. Sẵn gửi cho anh khách trước luôn nha. Anh nghe anh tí mình tra coi tại sao cái iPhone này nó không có bắt tự động bắt nét các bạn. Chán ghê. Cái kia thì tự động bắt nha. Cái này nó không tự động bắt. Con này 750k nha, mình giảm còn 720k nha, giảm 30k. 250W qua hộp số 1224. Con này đầu ra cỡ 200 vòng 1 phút nha. Đó. Qua điều tốc. Anh đặt có điều tốc nha. Đó. Ok, tiếp tục. À, bữa nay cảm ơn khách đặt 4 cái này. Đây nè. Ôi mình cái bát nó là như vậy nè anh. Nhưng mà cái dưới nó quặt quẹo rồi thì mình mở bỏ nha. Mình để cái bát nó thẳng thôi. Là cái bát như vậy nè. Là có luôn bát. Có luôn bát là 400 - 20 380k. Còn không có bát á, tức là không có cái bát này. Ha, là đang bán là 280k, cái bát 100k bát inox, ha, rất là đẹp. Đó. Bữa nay đi đơn 4 cái nha. Cảm ơn anh ủng hộ. À, cũng không có nhiều các bạn. Còn chừng 4-5 cái nữa là hết nha các bạn. Quả y ông. Con này là của cây gen nha. Cây gen hàng cha băng. Cây gen hàng cha băng. Bữa nay về thêm một núi đồ các bạn ơi. À, mấy con contract. Mấy con mà các bạn làm ấy đó. Tay nó không tự động lên nét. À, mấy con contract. Mình có là 40A nha, 40A, 120A, 300A và 400A nha. Nó có 4 loại như vậy. Thì giá mình báo nha các bạn. Hồi trưa mình báo thì chưa tính kỹ nhưng nó hơi cao nha. Còn 40A này mình bán cho các bạn là 150k hàng mới nha, bao ship. Coi như mình thu về tầm 120. Đó. Là cũng lãi được mấy chục quá. 40A nha. 40A 24V. Cái này tí mình test cho mà làm tiếp test nha các bạn. Test chơi. Ok, dây. Bữa nay đi được 2 cuồng. Cảm ơn hai anh khách. 830k một cuồng bao ship. Đi được 2 cuồng. Còn 2 cuồng nha. 1 2. À, đúng rồi, còn 2 cuồng. Này cỡ 100m đó nha. Ống 10, rất là dày luôn á. Con này khách nào đi dây khí nha. Dây khí nhà xưởng là chùm luôn bá cháy. Thằng bại. Cái này bữa nay có một khách đặt một cái các bạn, để mai mình sẵn mình lựa mình gói á, quay tiếp cho ảnh coi. Cuối cùng cái này còn chưa tới 20 cái nha. Quay tay của Mỹ. Khách nào cần thì liên hệ. Cái này 200k nha, còn cái một ha, bán bỏ mẫu luôn. Mấy con này thì không có đem về các bạn. Mấy con này bán cũng chui. Con này 240k nha. Khách nào mua thêm IC thì bo điều khiển á, chỉnh tốc độ nhanh chậm á, thì đợi mình mấy bữa nha. Tại vì đặt hàng bên Trung Quốc nó chưa có về. À, con này 280k nha, còn con 280k. 65W 24V. Con này nãy giờ mình thử nó không chạy các bạn. 6W 100V. Con này bán các bạn 50k nha, vậy các bạn nghiên cứu nha, 50k. Cái nguồn này 100k bao ship. Nguồn bị lỗi. Nó ra 12V 100A nha. Bị lỗi. 100k bao ship, vậy các bạn lấy linh kiện. Cái này 200 bao ship nha, 200 bao ship.
cái kẹp phi 50, kẹp các bạn muốn kẹp gì kẹp nhé, đa phần là kẹp motor, kẹp spindle, hàng của Nhật, thép nhé, thép của Nhật, 200 bao ship. Đây, 1.650.000 các bạn, 1.650.000 tải siêu cao. Đó, bạn muốn tải gì đó tải. Ok, có một số đồ nha, mình cảm ơn các bạn đã xem video.